Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Ford Everest, chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D nhập khẩu tại Thái Lan của bên nhà Ford mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày 8 tháng 10 năm 2024, dịp đầu tháng 10 này và Top KVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này có sự điều chỉnh thay đổi dịp đầu tháng mới dành cho từng phiên bản của Ford Everest. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện khuyến mại linh động từ bên phía đại lý của mình và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang để ý quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Dòng Everest tại thời điểm dịp đầu tháng 10 này đang có những chương trình khuyến mại giảm giá cũng rất là tốt. Có phiên bản đâu đó đang giảm 100% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe luôn anh chị nhá. Everest thì tất cả các phiên bản phân phối của nó đều là máy dầu ở trong cỡ D gầm cao 7 chỗ ngồi này. Hiện tại thì chủ yếu nó cạnh tranh với cả Toyota Fortuner. Fortuner thì có cả máy xăng, có cả máy dầu. Nó đang cạnh tranh với cả Hyundai Santa Fe nữa. Mẫu mới của Hyundai Santa Fe thì là toàn là máy xăng thôi, lại không có máy dầu. Cho nên là khách hàng nào mà chúng ta thích đi máy dầu thì chắc là một là lựa chọn Everest hay là lựa chọn Toyota Fortuner máy dầu thôi, đúng không ạ? Dòng Everest thì vẫn đang hiện tại là một chiếc xe có doanh số tốt bậc nhất ở cỡ D này anh chị nhá. Các phiên bản đều là máy dầu, các phiên bản đều là nhập khẩu tại Thái Lan. Dịp đầu tháng 10 này, cụ thể chi tiết của từng phiên bản có mức giá bán khuyến mại quà tặng lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta xem xét. Đầu tiên là chiếc xe Ford Everest phiên bản Ambient. Phiên bản này tầm tiền dễ tiệm cận nhất cũng đang là phiên bản có chương trình khuyến mại giảm giá sâu nhất anh chị nhá. 100% lệ phí trước bạ cho cái phiên bản Ambient này, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe luôn. Cụ thể thì giá niêm yết của nó đang là 1 tỷ 099 triệu, giảm về tiền mặt của nó sẽ là 111 triệu đồng, giá xe còn lại là 988 triệu. Để mà làm bánh được ở tỉnh của bản Ambient này sẽ là 1 tỷ 100 triệu đồng tròn. Ở Hà Nội là 1 tỷ 142 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 120 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 1 tỷ 100 triệu, ở Hà Nội là 1142 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 120 triệu đồng theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Giá niêm yết của nó đang là 1 tỷ 099 triệu. Lăn bánh tỉnh là 1 tỷ 1 thì có phải là giảm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Giá niêm yết cũng chính là mức giá lăn bánh luôn. Và bản Ambient này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 309 triệu, ở Hà Nội là 352 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 330 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 309, ở Hà Nội là 352 và thành phố Hồ Chí Minh 330 triệu đồng theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là phiên bản Ambient. Tiếp theo mình cập nhật đó là Everest phiên bản Sport. Bản Sport hay còn gọi là phiên bản thể thao, phiên bản mà hiện tại đang có mức giá niêm yết 1 tỷ 178 triệu đồng anh chị ạ, 1 tỷ 178. Bản này dịp đầu tháng 10 mình cập nhật được đại lý xe giảm về tiền mặt là 65 triệu đồng anh chị nhá. Giá xe còn lại là 1 tỷ 113 triệu. Vậy thì để lăn bánh được Everest Sport này ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 234 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 278 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 254 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 1234, ở Hà Nội là 1278 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 254 triệu đồng theo cái phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Còn lấy trả góp của Everest Sport này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 343 triệu, ở Hà Nội là 386 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 363 triệu đồng, ở tỉnh là 343, ở Hà Nội là 386 và thành phố Hồ Chí Minh 363 triệu đồng theo phương án mà chúng ta lấy trả góp của Everest Sport. Mình cập nhật phiên bản tiếp theo, một cái phiên bản mà phải nói là được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm và để ý lựa chọn, phiên bản ăn khách bậc nhất trong tổng tất cả các phiên bản hiện tại đang phân phối của dòng xe Everest, đó là Titanium một cầu anh chị ạ. Option trang bị an toàn tiện nghi, mọi cái mình thấy bản này không phải lăn tăn gì. Giá niêm yết của Everest Titanium một cầu là 1 tỷ 299 triệu và dịp đầu tháng 10 này đại lý sẽ giảm về tiền mặt là 65 triệu đồng tiền mặt, giá xe còn lại là 1 tỷ 234 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 367 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 412 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 387 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 1367, ở Hà Nội là 1412 và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 387 triệu đồng.
Nếu như mà có lấy trả góp của Everest Titanium một cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 380 triệu, ở Hà Nội là 425 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 400 triệu đồng tròn, ở tỉnh là 380, ở Hà Nội là 425 và thành phố Hồ Chí Minh 400 triệu đồng tròn theo cái phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản tiếp theo, phiên bản cuối cùng mình cập nhật về Everest cũng là Titanium, nhưng mà là phiên bản 2 cầu. Đương nhiên bản này đang có mức tiền cao nhất, giá niêm yết là 1 tỷ 468 triệu. Giảm về tiền mặt dịp đầu tháng 10 này của Everest Titanium 2 cầu là 70 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại là 1 tỷ 398 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1 tỷ 548 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 597 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 568 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 1548, ở Hà Nội là 1597 và thành phố Hồ Chí Minh là 1568. Còn nếu như mà lấy trả góp của Titanium 1-2 cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 430 triệu, ở Hà Nội là 480 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 450 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 430, ở Hà Nội là 480 và thành phố Hồ Chí Minh là 450 theo cái phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là tổng cộng 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn, 4 chương trình khuyến mại dịp đầu tháng 10 này về cái dòng xe Everest. Tại thời điểm này Everest đang có lợi thế vì thường ở cái phân khúc cỡ D này khách hàng lại thích đi máy dầu. Đơn giản nó như thế này, nó là một chiếc xe máy dầu thì nó sẽ tiết kiệm hơn, đi máy dầu nó đầm xe hơn anh chị ạ. Thường là những cái cỡ D này đi đường trường, đi đường dài, chạy công ty rất là nhiều, đi máy dầu nó cũng có nhiều lợi thế luôn. Vậy thì nếu quan tâm về Everest, chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan này, dù bất cứ một cái phiên bản nào, đang cần xem xe, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.